bàn ghế chiếm trọn vỉa hè, nhân viên tràn xuống lòng đường, âm thanh hỗn loạn, giao thông dồn ứ là cảnh thường thấy mỗi buổi tối tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 giờ tối 28 tháng 10, quán nhậu In the Bangkok trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh tấp nập khách ra vào. Một nhóm hơn 10 khách gồm cả người lớn và trẻ em ngồi trên dãy bàn nối nhau ngay phần vỉa hè trước cửa quán. Những phần vỉa hè kế cận cũng được bao vây bởi nhiều bàn ghế và chỗ nào cũng chật kín. Nhiều người đi bộ khi đi ngang qua quán nhậu này đành phải sử dụng lòng đường để di chuyển. Thời điểm này trở về sau, mật độ phương tiện qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần dày. Chính vì vậy mà tại đây xuất hiện cảnh ùn ứ, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập người đi đường. Cách đó không xa, những quán nhậu như Quanizone N96 trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũng diễn ra cảnh tương tự khi vỉa hè bị chiếm làm của riêng, bàn ghế bày tràn lan và nhân viên lẫn thực khách đi lại lộn xộn. Thậm chí tại các quán này, khi phần vỉa hè trước quán hết chỗ, người tại đây còn kê bàn ghế sang phần vỉa hè trước cơ sở kinh doanh bên cạnh. Đi dọc một số tuyến đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như đường Rạch Bùng Binh, phường 9, quận 3, đường Đỗ Thị Lời, đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3, đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh các quán nhậu chiếm dụng vỉa hè một cách ngang nhiên. Quy luật chung là cứ sau 19 giờ hàng ngày, sự bán nháo trên bắt đầu với những dấu hiệu đặc trưng là bàn ghế, thùng bia, bếp nướng chiếm trọn vỉa hè, nhân viên phục vụ thì tràn ra đường mời gọi khách. Việc này vừa tạo nên những chướng ngại vật cho người đi bộ, vừa làm khung cảnh cả một khu vực trở nên lộn xộn. Nhiều nhân viên bảo vệ các tòa nhà văn phòng, cơ sở kinh doanh gần các quán nhậu này cũng than tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè khu vực mà họ bảo vệ xảy ra đã nhiều năm nay. Tất cả đều bức xúc vì chính quyền địa phương không giải quyết dứt điểm. Một chủ quán ăn trên đường Bà Huyện Thanh Quan kể, quán của mình chủ yếu phục vụ tại chỗ, lâu lâu vẫn có khách ghé mua đồ ăn sáng, vừa dựng chiếc xe máy xuống vỉa hè thì họ bị lực lượng chức năng tới đuổi đi ngay. Khó là vậy, nhưng không biết vì sao nhiều quán nhậu lớn hoạt động rầm rộ, bành trướng thì không bị xử lý. Thực tế, trong nhiều đêm ghi nhận tại các quán nhậu trên địa bàn quận 3, phóng viên không hề thấy có bóng dáng lực lượng chức năng đi nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm. Các quán nhậu này hàng đêm ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, vô tư hoạt động, gây nên sự phản cảm, thiếu văn minh cho chính khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.